Vâng, quý vị khán thính giả thân mến, hàng ngày chúng ta đều phải làm việc, phải giao tiếp hợp tác với rất nhiều người có cá tính khác nhau. Vậy mà đôi khi ta không có một cái chút hoài niệm nào về cái cách nhìn người cả. Rồi thì có thể nói có người ngay từ lần đầu tiếp xúc, hoặc là thứ hai, thứ ba, đã bị ta hiểu thấu bên trong. Nhưng mà cũng có những người mà ta chơi với họ đến 2, 3 năm, 5 năm, con người thật của họ vẫn còn nằm trong hai chữ bí ẩn. Thực sự họ có tài che giấu, hoặc có cái gì đó sâu kín ở bên trong làm cho ta không thể nào đục khoét và hiểu rõ được. Do vậy, khi tiếp xúc với người lạ giống như là tiếp xúc với một mảnh đất mới. Đừng vồn vã. Ta nên lùi vài bước và dành cho mình thời gian để nghe ngóng, để quan sát theo những cách tuyệt chiêu sau đây. Tâm con người tốt hay xấu, nhìn cách này là biết. Một, không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần mở miệng thì nói ngay trọng điểm. Thường là người thâm tàng bất lộ, đại trí tuệ. Người ta nói, ngôn ngữ là chiếc cầu nối thông giữa người với người trong xã hội, cũng là thứ thể hiện ra thế giới nội tâm bên trong của một người. Cho nên muốn nói ra được những lời thiện ý, lời minh mẫn, thú vị và vui vẻ, khiến người nghe dễ dàng tiếp nhận được, thì trong tâm phải có thiện ý, trong tâm phải có sự quan tâm hòa ái, có sự thông tuệ của một bậc tài trí. Cổ nhân có câu, phu nhân bất ngôn, ngôn tất hữu chung. Không nói thì thôi, đã nói, tất nói đúng. Trong cuộc sống này, có rất nhiều người thường hay nói những lời mua vui, khách sáo, trống rỗng, thêm mắm thêm muối, không có giá trị. Những lời nói ấy không những không đem lại điều gì tốt, mà còn có thể tạo nghiệp. Một lần, một học sinh nọ hỏi thầy của mình, thưa thầy, nói nhiều tốt hơn hay là nói ít tốt hơn? Người thầy trả lời, lời nói quá nhiều thì có gì là tốt đâu. Ví như ếch xanh ở trong hồ nước, cả ngày lẫn đêm đều kêu gọi không ngừng, khiến cho chính lưỡi và miệng của nó đều bị khô, mà lại còn không có ai để ý đến và yêu thích nó. Nhưng mà con gà trống thì khác, trời hưởng sáng, gáy gọi 2-3 tiếng thì mọi người liền thức dậy, còn cảm ơn nó. Bởi vì tiếng gọi của nó là thích hợp, hữu ích. Nói chuyện thì nên học theo gà trống, chứ đừng học theo ếch xanh. Người không nói lời vô nghĩa thường là người có lực kiểm soát, khống chế bản thân rất mạnh. Người làm việc mà hiểu được phải sáng tỏ rõ ràng có lẽ không nhiều lắm, nhưng rất đáng để tán thưởng. Cho nên đừng nên nói lời vô nghĩa, nên nói vừa phải và thích hợp. Hai, người thích ăn to nói lớn, khoe khoang đủ điều thường không đáng tin, đừng nên kết giao. Cũng giống như là chất kích thích, khoe khoang chỉ giải quyết cơn thèm muốn được chấp nhận ngắn hạn tạm thời, còn tự xây dựng giá trị bản thân lâu dài và thực sự mới là giải pháp cơ bản và bền lâu. Kẻ khoe khoang phô trương là kẻ không có nội lực sâu dày. Người nào còn muốn khoe khoang, còn muốn phô trương là còn muốn đi ăn xin sự tôn trọng, ngưỡng vọng của người khác. Những người trưởng thành trong nhận thức và chín chắn ở bên trong thì bề ngoài càng khiêm tốn. Càng khiêm tốn bao nhiêu, bên trong nội lực càng dày sâu bấy nhiêu. Đây cũng là một trong những bí quyết để nhìn nhận và đánh giá con người. Người không khoe khoang hiểu rõ giá trị con người mình được thể hiện ở năng lực thực sự, nhân cách, thái độ sống, nhận thức và giá trị đóng góp cho con người, cho cuộc đời, mà không gần gắn liền với tài sản, danh vọng, địa vị của bản thân, lại càng không liên quan gì đến tài sản, danh vọng, địa vị của người khác. 3. Người biết cách thừa nhận và tán thưởng sự ưu tú thường sở hữu năng lực không hề tầm thường. Bởi lẽ họ luôn không ngừng nỗ lực để đạt được những điều họ hâm mộ. Nhà triết học người Anh François Bacon từng nói rằng, người mà biết tán thưởng người khác thì trong tâm có ánh bình minh, có giọt sương và những đóa hoa đua nhau nở rộ. Người mà coi thường người khác thì trong tâm kết băng giá, bốn bề khô kiệt, sơn cốc hoang vu. Một số người không thể nói lời tán thưởng khen ngợi người khác thì chính là vì tâm đố kỵ quá lớn. Người mà tâm đố kỵ quá lớn thì thông thường một khi bản thân có thành tích, có vẻ vang liền hoan hỉ. Nhưng khi người khác có thành tích, cố tiến bộ thì tỏ ra không vui, thậm chí là châm biếm đả kích, ghen tức,
Đố đến mức khó chịu, không thể nói được một lời khen ngợi. Kỳ thực đố kỵ là biểu hiện của sự vô năng, vượt qua đố kỵ thì chính là biểu hiện của năng lực. Nếu một người thân không có tài nghệ, tâm không có thiện lương, chứa đầy sự đố kỵ mà lại tự cao tự đại, kiêu ngạo ngút trời, thì thật khó để tán thưởng khen ngợi người khác. Người như vậy cũng khó để người khác tán thưởng, quý trọng. Nhân sinh có xả mới có thể đắc. Một người có thể nguyện ý cho đi những lời khích lệ, những lời tán thưởng chân thành, thì người ấy cũng sẽ nhận được sự khoái hoạt ở trong tâm, đồng thời cũng nhận được sự tán thưởng từ người khác. Trái lại, một người luôn chỉ muốn đắc được mà không muốn xả, thì tâm địa quá hẹp hòi, thật khó để người khác nguyện ý kết giao. Và cuộc đời người ấy cũng khó đạt được những niềm vui và những khoái hoạt thực sự. 4. Người sở hữu cái miệng ngọt thường giả tạo, không đáng tin, phải cẩn trọng khi kết giao. Chẳng phải tự nhiên mà người ta có câu: kẻ giả tạo dùng miệng, người chân thành dùng tâm. Lấy dối trá đổi về dối trá, lấy chân thành mới nhận được lòng người. Một lời khen chỉ trở nên giá trị khi được nói ra với tấm lòng chân thành, nhiệt tình thực sự. Còn với kẻ giả tạo, những câu nói "ui bạn giỏi quá đi mất" hay "anh đúng là lợi hại thật, phải học tập mới được" đều chỉ là chót lưỡi đầu môi, dùng để lung lạc lấy lòng người khác. Họ chỉ sử dụng những lời khen chung chung dối trá để thỏa mãn ham muốn hư vinh của người nghe. Chẳng ai sẽ thấy khó chịu khi nhận được những lời khích lệ và tán thành. Rồi thì thông qua hình thức này, họ có thể dễ dàng xâm nhập được một vòng quan hệ, lợi dụng nó theo cách mình muốn. Bản chất càng xào trá thì kiểu người này lại muốn xây dựng một thế giới chỉ toàn bạn bè thân thiết, không bao giờ thể hiện sự chán ghét với bất cứ ai. Đây chính là điều khác biệt nhất để phân biệt. Vì người thường ai cũng có hỉ nộ ái ố, sở thích và sở đoản. Có người mình thích thì cũng sẽ có kẻ đáng ghét không ưa. 5. Người lúc nào cũng treo cửa miệng nói câu "không quan trọng tiền bạc, chỉ chú trọng tình cảm", thường đặt lợi ích lên đầu. Ngược lại, vừa mới bắt đầu mối quan hệ thì đã tách bạch rõ ràng chuyện tiền bạc rồi mới đến chuyện tình cảm, thường là quân tử, không muốn tình cảm bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn lợi ích. Tôi từng đọc một câu chuyện như thế này. Có một người bạn kia chuẩn bị mua nhà, nên đã tìm tới một người bạn tên là T của mình vay một số tiền khá lớn. T thì cũng không tiện từ chối, sợ mất tình cảm anh em nên gật đầu cho vay. Nhưng rõ ràng là chi tiêu trong nhà cũng chẳng dư giả gì. Vậy là T lại đi đó để gom đủ tiền cho người bạn vay. Cho bạn vay tiền xong, T chỉ còn biết chắt bóp sống, chất lượng cuộc sống giảm xuống rất nhiều. Bạn bè gặp nạn, cho vay là điều đương nhiên, nhưng cũng phải dựa trên năng lực hiện có của bản thân. Nếu chỉ vì không thể cho vay mà nảy sinh mâu thuẫn, lo lắng bạn bè hiểu lầm mình, kiểu tình bạn như vậy vốn dĩ đã rất mong manh, chẳng thể qua được bài kiểm tra. Tình bạn cần sự chân thành, sĩ diện chỉ là cái vỏ của cái bên trong rỗng tuếch thôi. Người trưởng thành luôn rất bao dung với hai chữ bạn bè. Chính vì vậy, có rất nhiều người luôn giơ cái khẩu hiệu là tình huynh đệ lên để lợi dụng bạn bè. Có nhất thiết phải giữ lại không? Giữa bạn bè với nhau cần có qua có lại. Càng coi trọng tình bạn của nhau, càng coi trọng lợi ích của nhau. Tình bạn đích thực, đứng trước mặt lợi ích, vẫn luôn kiên cố. Thực ra càng là người thân, càng phải nói chuyện tiền bạc cho rõ ràng. Tình cảm và tiền bạc phải tách bạch. Càng là anh em, càng phải song phẳng. Chủ động giúp đỡ là một chuyện, nhưng nếu trong trường hợp bị động, vậy thì theo tình hình mà từ chối sao cho hợp lý. Chỉ khi tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, vậy thì tình thân mới có thể duy trì được lâu dài. Khi tình thân vượt qua được lợi ích, thì khi đó giá trị đích thực của tình thân mới tồn tại. Một tác giả đã từng nói thế này: tiền bạc thường là vật cản cho những tình cảm đích thực. Phần lớn mọi người đều sợ nhắc đến chuyện tiền bạc sẽ làm tổn thương tình cảm, nhưng lại thường vì không nhắc tới chuyện tiền bạc mà trở nên cách xa. Rất nhiều mối quan hệ đi tới rạn nứt không phải là vì thời gian và khoảng cách, mà là vì hiện thực và tiền bạc. Nói chuyện tiền bạc không chỉ vì lợi ích của bản thân, mà còn là muốn vì bảo vệ và duy trì tình cảm đôi bên. Tình người mới là thứ quý giá nhất trên thế gian. Chỉ những người xem trọng tình cảm mới sẵn sàng đề cập tới chuyện tiền bạc. 6. Tự cho rằng bản thân tốt bụng, chưa chắc là người lương thiện. Nhưng giúp đỡ mà không nói, không cần sự hồi đáp, chắc chắn là người sở hữu sự thiện lương trong trái tim. Thiên bất ngôn tự cao, địa bất ngôn tự hậu.
Trời vốn tự cao, đất vốn tự dày, mà chẳng cần lời nói, chẳng cần khoe khoang. Người thực sự có học thức, có nội hàm sẽ không mở miệng khoe khoang với bản thân, với người khác. Người làm việc thiện đầu tiên động cơ phải trong sáng. Có một số người động cơ từ thiện là để khoe khoang, một số người từ thiện theo phong trào, một số người từ thiện để thấy mình là người tốt. Tất cả đây đều là những động cơ không trong sáng. Có những người làm đơn giản chỉ để thấy mình đặc biệt, mình tốt thôi. À, hóa ra là mình vẫn tốt hơn bọn nó, những đứa bạn không đi từ thiện. Ngược lại, người càng lương thiện thì nhân cách càng lớn lao. Họ làm việc có thủy có chung, xem trọng trách nhiệm của mình, vô tư không vụ lợi. Họ làm việc không xuất phát từ dục vọng, công danh, lợi lộc, nên không bị chúng che mở hai con mắt, chỉ thuận theo tiêu chuẩn đạo đức của lương tri. Có người đã hỏi một trong những tỷ phú giàu có nhất thế giới rằng: có ai trên thế giới này giàu hơn ông không? Vị tỷ phú nói: có chứ, có một người giàu hơn tôi. Sau đó ông kể lại một câu chuyện cũ. Thời đấy tôi vẫn chưa giàu, cũng chưa có nổi danh. Tôi chạm mặt một người bán dạo ở sân bay New York. Tôi muốn mua một tờ báo, nhưng tôi không có đủ tiền lẻ trong túi. Vì vậy tôi quyết định không mua nữa và trả lại tờ báo cho anh ta. Tôi nói rằng là mình không có đủ tiền lẻ. Anh ta nói: tờ báo này xin tặng miễn phí cho ông. Trước sự kiên trì của anh ta, tôi đã cầm lấy tờ báo ấy. Thật trùng hợp, sau đó 2 đến 3 tháng, tôi lại đến sân bay đấy và lại thấy tiền lẻ của mình không đủ để mua một tờ báo. Người bán dạo đó lại tặng tôi một tờ nữa. Tôi đã cự tuyệt, nói với anh là tiền lẻ không đủ. Anh ta nói: cứ cầm đi, tôi lấy tiền lãi của tôi bù cho ông, không có lỗ vốn. 9 năm sau tôi trở nên nổi tiếng và mọi người đều biết đến tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến anh chàng bán báo dạo đấy. Tôi bắt đầu đi tìm anh ta. Sau 1 tháng rưỡi tôi đã tìm thấy anh ấy. Tôi hỏi anh ta: à, anh có nhớ tôi không? Anh ta nói: nhớ chứ. Không những thế, anh ta còn biết tôi là một tỷ phú và rất nổi tiếng. Tôi hỏi: anh có còn nhớ anh đã tặng tôi báo miễn phí chứ? Còn tôi đã tặng ông 2 tờ. Tôi nói: tôi muốn báo đáp sự giúp đỡ của anh hồi ấy. Anh muốn cái gì chỉ cần nói cho tôi sẽ thực hiện nó. Người bán báo nói: thưa ông không thấy rằng làm như thế sẽ không thể so được với sự giúp đỡ của tôi đã dành cho ông hay sao? Tôi hỏi anh ta: tại sao lại như vậy? Anh ta nói: tôi đã giúp ông khi tôi chỉ là một người bán rong nghèo. Bây giờ ông đã là một trong những người giàu nhất thế giới và thử giúp đỡ tôi. Làm sao có thể so sánh với tôi được? Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng người bán báo này giàu có hơn tôi, vì anh ta không đợi đến khi có tiền mới đi giúp đỡ người khác. Sự thiện lương của một người không được che chắn bởi sự hào nhoáng hay giàu có. Thiện lương xuất phát từ cái tâm thuần khiết nhất. Vậy nên, đừng nhìn vào việc người giàu có thể cho đi bao nhiêu tiền, mà hãy xem cả những lúc khó khăn nhất, họ vẫn không ngần ngại cho đi. 7. Nói chuyện chậm rãi nhưng logic rõ ràng, chắc chắn là người đã trải qua nhiều điều trên thế giới này, am hiểu sự đời và đa phần đạt đến trình độ trầm ổn. Người xưa thường nói: nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Người trí tuệ đối với sự thay đổi không ngừng nghỉ của vạn vật đều giữ trong tâm một thái độ trầm tĩnh, độ lượng. Như vậy mới có thể dung nạp được nhiều hơn, xử lý mọi chuyện dễ dàng hơn. Cho nên khi nói chuyện họ cũng rất chú ý, sợ nói lời ác ý làm tổn thương người khác, rồi lại gây ra thất đức tổn đức. Chuyện kể ở một ngôi làng nọ, có 2 cha con người đàn ông trung niên sống cùng với nhau. Một ngày đẹp trời, người cha rủ người con trai đi vào rừng dạo chơi. Cậu con trai vô cùng cao hứng đi cùng bố. 2 cha con đi đến đoạn đường uốn lượn thì dừng lại. Trong 1 phút trầm lặng ngắn ngủi, người cha hỏi con: con trai, ngoài tiếng chim hót ra, con còn nghe được thấy tiếng gì khác không? Cậu bé sau một hồi lắng nghe liền trả lời cha: cha ơi, con còn nghe được cả tiếng xe ngựa nữa. Người cha lại hỏi tiếp: đúng rồi, đó là một chiếc xe ngựa trống, không chờ gì cả. Cậu con trai ngạc nhiên hỏi lại: ô, chúng ta còn chưa nhìn thấy nó, sao cha lại biết đó là một chiếc xe ngựa trống rỗng? Người cha tử tốn đáp: âm thanh con có thể dễ dàng nhận ra đó là một chiếc xe trống không. Xe ngựa càng trống rỗng,
thì âm thanh nó sẽ càng lục đục và to dần. Về sau này, cậu con trai trưởng thành là một người thông minh, giỏi giang và thành đạt. Mỗi lần cậu chứng kiến một ai đó dùng lời lẽ ba hoa lỗ mãng để nói chuyện, tự cho mình là đúng, tự cao tự đại, hạ thấp uy tín của người khác, thì cậu đều nhớ đến lời nói của cha vẫn đi văng vẳng bên tai mình, dù ông đã khuất núi. Xe ngựa càng trống rỗng thì âm thanh sẽ càng to. Rõ ràng cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên bận rộn, căng thẳng, thì chúng ta càng dễ nổi nóng. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực trở thành cái thước đo hạnh phúc mà người ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được. Có thể nói ta trở nên mong manh hơn, dễ bị tổn thương hơn và ảnh hưởng bởi người khác nhiều hơn. Hoặc chính chúng ta không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Và kết quả là ta tự chuốc lấy buồn bã, mệt mỏi và chán nản. Ở đó chính là lúc bản thân mỗi người cần phải nghỉ ngơi. Hãy tự nhìn nhận lại và tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi nhiều nơi trên thế giới và thuyết giảng rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn 6 bài học của ông dạy mỗi người để chúng ta tìm kiếm sự bình an trong cõi trần thế. Quý vị hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. 6 bài học của Đức Đạt Lai Lạt Ma giúp bình an trong cuộc sống. Học thứ nhất, học nhận lỗi. Đức Phật từng dạy, con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình. Tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thực ra, không biết nhận lỗi thôi, lại chính là một lỗi lầm lớn. Nhân vô thập toàn, ai cũng mang trong mình những khuyết điểm, dù lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, có một điều lạ là, con người thường có căn bệnh trầm kha, ưa tìm tòi, nhìn ngó lỗi người. Để làm gì để phê bình khen chê, đúng sai được mất. Ít có mấy ai nhìn lại lỗi lầm để tìm cách khắc phục và sửa đổi chính mình. Nhà chúng ta lúc nào cũng đầy rác rến mà không chịu lo dọn quét, lại thích cầm chổi đi quét nhà người khác. Nhất là những kẻ ngồi lê đôi mách, thích bàn tán chuyện thiên hạ. Tâm mình hay khởi phiền não cũng là vì trong lòng chúng ta chất chứa quá nhiều vấn đề phải quấy, tốt xấu đúng sai, hơn thua và tị hiềm ghét bỏ. Nói mình tốt, người khác xấu, đó là tâm ganh ghét hơn thua. Tất cả đều là phiền não, chúng ta có chịu thừa nhận hay không mà thôi. Khi chúng ta thấy lỗi của người khác mà không thấy lỗi mình, thì tất nhiên ta sẽ nói xấu người đó và còn chê bai chỉ trích nữa. Vậy là lỗi mình đã phát sinh, thấy mình tốt người ta xấu, thành ra mình bị phiền não nhiễm ô. Chúng ta khổ đau hay hạnh phúc là từ nơi tâm thức của mình. Nếu phân biệt chấp trước dính mắc, thấy người sai ta đúng, thì tâm mình vẫn bị vẩn đục. Cho nên, người biết nhìn lại lỗi của mình là người có hiểu biết chân chính, là người biết thương yêu và tha thứ chính mình. Nên sẵn sàng chuyển hóa tâm niệm ta, người, chúng sinh. Nhờ vậy nhân quả xấu sẽ được thay đổi, chuyển xấu thành tốt, chuyển mê thành ngộ. Người sống được như vậy là người không làm khổ mình và làm hại người khác. Người như vậy mới gọi là người biết tu. Có câu nói, người thực sự tu đạo thì không thấy lỗi thế gian. Vậy nên người thật sự tu học là biết cách tu sửa bản thân mình, không chỉ trích, phê phán người khác. Người biết lỗi mình thì tâm người ấy là tâm giác ngộ. Vì biết được sai mới rửa sai. Đó là ta đang tu và đã tu. Nếu ta thường xuyên tỉnh giác như thế, thì việc gì mà làm chẳng xong. Bài học thứ hai, học nhẫn nhục. Nhẫn là nhịn, là nín chịu những điều bất như ý trong mọi trường hợp, mà tâm lại không giận hờn hay phiền não gì. Nhục là những điều sỉ nhục, lăng mạ, xấu hổ,
gây tổn thương đến tự ái của một người. Vậy nhẫn nhục là khả năng nhận chịu những điều trái ý nghịch lòng, như việc bị người khác sỉ nhục, lăng mạ, gây tổn thương, gây đau khổ, hay do môi trường khí hậu bên ngoài ảnh hưởng đến thân tâm. Có khi phải chịu đựng những cơn đau nhức hay khó chịu khắp châu thân, do tứ đại trong người mình không hài hòa gây nên. Trước những nghịch cảnh này, người tu hạnh nhẫn nhục đối diện, mà trong tâm không có một ý niệm giận hờn, than vãn hay oán trách gì. Nhẫn nhục luôn trái ngược với sự nóng giận, oán thù, hiểm ác. Nhẫn nhục cũng không phải là sự bi lụy yếu đuối hèn hạ. Nhẫn trong nhà Phật là một thái độ tích cực sáng suốt nhất khi gặp phải những bất bại, không chán nản tuyệt vọng. Khi đạt được thành công thì không kiêu căng tự mãn. Theo giáo lý nhà Phật, nhẫn nhục phải bao gồm đủ cả ba yếu tố là thân, khẩu và ý. Nghĩa là thân phải nhẫn, khẩu cũng phải nhẫn và ý cũng phải nhẫn. Thân cam chịu đau đớn mà không có hành động hay cử chỉ đối phó trả thù. Miệng thì không thốt ra những lời nguyền rủa ác độc. Và nhất là trong thâm tâm, không vì chịu đau đớn mà nuôi cơn tức giận, nỗi oán thù. Ba yếu tố này rất khó, không dễ gì thực hiện được cả ba cùng một lúc, nhất là sự oán hận trong tâm. Cho nên muốn nhẫn nhục đúng nghĩa thì cần phải tu luyện. Có cả hàng trăm ngàn trường hợp làm cho ta không được như ý. Có những trường hợp từ trên trời rớt xuống là thế nào? Là thiên tai bão lũ, là thời tiết nóng lạnh, mưa gió bất thường, sạt lở đất đá. Chúng ta phải dùng chữ nhẫn mà tu. Nếu không tu nhẫn, gặp việc tức giận quá, không biết làm sao, ra đứng ngoài sân nhìn lên trời cao, la làng lên. Trời ơi, ngó xuống mà coi, sao ông ăn ở ác quá? Thực chất có trời nào nghe mình la hết không? Trời cao biển rộng chính là lòng người đấy. Ở đời ai cũng muốn thuận lợi về mình, khi không được thì phải cầu cạnh, mà người có khả năng giải quyết cho mình thì còn biết bao nhiêu việc người khác nữa. Nên nếu không được như ý của mình thì phải nhận. Còn có một trường hợp rất hay gặp là do mình tạo ra, hay trong gia đình nhỏ bé của mình. Chồng nói một tiếng, vợ không nhẫn thì cãi lại, tức giận, quay ra chửi bới đánh nhau. Người nào cũng không chịu nhận phần lỗi, cho mình là đúng. Trong trường hợp này, một trong hai người dùng chữ nhẫn có thể nhận trách nhiệm về mình, thì mọi việc lại diễn tiến theo kiểu khác, có khi tốt đẹp hơn rất nhiều. Về phương diện cá nhân, người nhẫn nhục thường có thái độ bình tĩnh, cử chỉ khoan thai, lời nói khiêm cung. Những thứ này biểu lộ trên gương mặt hiền hòa, một ánh mắt từ bi, dễ chiếm được cảm tình của những người xung quanh. Khi cần giải quyết việc gì, nhờ không nóng nảy vội vã, nên quyết định của người này sáng suốt hơn, chừng mực và không mắc phải sai lầm đáng tiếc. Tính nhẫn nhịn khiến cho thâm tâm con người luôn được an lạc nhẹ nhàng. Do vậy, người có tính nhẫn nhục dễ thành tựu trong mọi công việc cũng như đời sống hàng ngày. Về phương diện gia đình, nhờ nhẫn nhục mà gia đình hòa thuận, tin yêu, hạnh phúc. Người xưa thường nói thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, hay con hơn cha là nhà có phúc. Điều này nói lên cái tinh thần nhường nhịn, tôn trọng lẫn nhau, không hề có sân hận vì tranh đua hơn kém. Những đức tính này có mặt là do nhẫn nhục mà có. Cho nên ngắn gọn, nhẫn nhục mang hạnh phúc đến cho mọi thành viên trong gia đình. Về phương diện xã hội, nhẫn nhục giúp cho mỗi người tự dẹp bớt cái ta, khiến cho sự giao tế được êm đẹp hài hòa hơn. Không tranh giành thắng thua, không sân hận thù oán, không chiến tranh, không gây đau thương đổ máu. Được như vậy thì nơi con người đang sống chính là cõi tịnh độ, cần tìm đâu ra. Bài học thứ 3: học thấu hiểu.
có thể nhìn nhận dưới lăng kính của Phật giáo, sự thấu hiểu là bước đệm đầu tiên để phát triển và vun bồi tâm từ bi. Một người nói hay không bằng một người nghe giỏi. Giao tiếp không chỉ gói gọn trong việc chúng ta nói thế nào, mà còn đòi hỏi chúng ta lắng nghe bằng tai, bằng cả con tim và khối óc. Có người nói thì phải có người nghe. Ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn khi giao tiếp với người khác có thể nói thật hay, gây ấn tượng với người đối diện. Nhưng mà dường như chúng ta quên rằng người được chú ý không phải là người nói nhiều nhất, mà là người biết lắng nghe nhiều nhất. Biết lắng nghe giúp chúng ta biết được ẩn ý, sở thích, mong muốn, niềm vui và phiền muộn của những người xung quanh. Biết lắng nghe đã là món quà quý giá trước khi nó được tô điểm bằng những lời động viên và khích lệ. Nhờ lắng nghe ta thấu hiểu, nhờ thấu hiểu ta có thể hàn gắn, xóa mờ đi cái nét vằn vẹn, loang lổ, chảy xước mà cuộc đời ban tặng cho mỗi người. Lắng nghe để thông cảm hơn nỗi đau của người khác. Nghe để biết mình đang tồn tại và được sống. Nghe để thấy nỗi đau của mình trải qua ít hơn niềm vui mình được nhận. Nghe để chúng ta nhìn thấy thế giới này khách quan hơn. Sự thông thái chính là tặng phẩm của một người biết lắng nghe và im lặng đúng lúc. Hình ảnh lắng nghe để thấu hiểu và ban giải tình thương trong Phật giáo, đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi con người đau khổ đứng trước tôn dung của Ngài dâng lên lời nguyện cầu với tâm thành tha thiết hay lời than thở đau thương, Ngài luôn từ hòa nở nụ cười khả ái, hoan hỷ lắng nghe và thấu hiểu để tiếp thêm sức mạnh yêu thương đến với họ. Khi nhân sinh đang oằn mình trong một cái biển trầm luân đau khổ, chúng ta mới thực sự hiểu được, lắng nghe và cảm nhận. Chỉ khi có khổ đau mới nhận diện được đầy đủ giá trị của hạnh phúc. Có thất bại mới thấy rõ ràng là thành công là điều đáng quý. Sinh, lão, bệnh, tử của kiếp người thì mới chợt tỉnh cơn mê giữa chốn hồng trần mà quay về bến giác. Nếu con người ta cứ sống trong cái vòng luẩn quẩn của sự nhỏ nhen, ích kỷ và vô tâm thì sẽ tự mình tạo ra bức tường vô hình ngăn cách với mọi người. Tại sao chúng ta không thử mở lòng nhìn nhận mọi việc khách quan hơn, với sự bao dung vị tha và thấu hiểu? Chỉ cần cho đi một chút tình thương, ta sẽ mang đến cho người khác niềm hạnh phúc, động lực để tiếp tục cuộc sống còn nhiều cơ cực này. Dĩ nhiên, ngay cả bản thân chúng ta cũng sẽ cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc hơn. Từ đó chúng ta sẽ cảm nhận có một sợi dây vô hình dần kết nối mình với mọi người lại với nhau. Bài học thứ tư rất quan trọng. Bài học về sự buông bỏ. Trong cuộc sống này, chuyện áp lực và va chạm, chúng ta thường khó tránh khỏi những bất đồng trong công việc, sinh hoạt hàng ngày và các mối quan hệ ở gia đình hay nơi làm việc. Khi xảy ra tranh cãi, ta có thể không kiềm chế được và nổi nóng hay nặng lời. Ta có thể thắng hay thua cuộc tranh cãi, thường không dễ giữ được cái sự hòa khí. Kết quả là khiến chúng ta bị tổn thương hoặc gây tổn thương cho người khác. Thậm chí sẽ cảm thấy chính bản thân mình trở nên đau đớn, mất niềm tin rồi lại ân hận. Nhưng lời đã nói ra như bắt nước hắt đi, ân hận lúc đấy thì cũng đã quá muộn. Những lúc như thế này, điều người ta cần làm là giữ bình tĩnh và loại bỏ cái sân si, biết buông bỏ những gì khiến ta cảm thấy bất an. Phật dạy rằng trong lòng không khuyết thiếu thì được gọi là phú. Được người khác cần đến thì được gọi là quý. Vui mừng sảng khoái không phải là một loại tính cách, mà là một loại năng lượng. Và cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là quên đi phiền muộn. Không tranh giành chính là từ bi. Không tranh cãi chính là trí tuệ. Không nghe chính là thanh tịnh. Không nhìn chính là tự tại. Tha thứ chính là giải thoát. Biết đủ chính là buông.
Người ta sống trên đời thường không vui vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu nhất là ba nguyên nhân sau. Thứ nhất, quen phóng đại hạnh phúc của người khác. Thứ hai, quen phóng đại nỗi khổ của bản thân mình. Thứ ba, quen mang nỗi khổ của bản thân mình ra so sánh với những nỗi khổ của người khác, hay đem khuyết điểm của mình ra so sánh với ưu điểm của người khác. Tất cả những nguyên nhân trên đều xuất phát từ sự ôm đùm của chính bản thân mình. Hay nói cách khác là thái độ không bằng lòng với bản thân, cái gì cũng muốn được, muốn hơn mà lại không chịu buông. Sống trên đời này, làm người không nên quá khắt khe, làm việc không cần quá cầu mỹ. Niềm vui không thể hưởng hết, đối nhân xử thế nên hiểu được là phải có chừng mực, khoan dung đối với người khác, chính là cho bản thân mình một phần linh động, một đường lui. Bài học thứ 5, học cảm động. Tại sao một đứa trẻ có thể khóc thét khi thấy hình ảnh bạo lực trên màn ảnh, còn chúng ta thì không? Đó là vì trẻ em có khả năng ngay lập tức cảm thấy và chia sẻ nỗi sợ hãi với nạn nhân, dù chúng không biết gì về họ. Còn với chúng ta, những người đã lớn, có thể chúng ta đã quên và chúng ta cần phải đi tìm lại. Đạo Phật nói, cuộc đời là bể khổ mênh mông không có ngày thôi dứt. Vì nhân loại lúc nào cũng phải đấu tranh giành giật, chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên để rồi giết hại lẫn nhau. Lớn ức hiếp nhỏ, mạnh bức bách yếu. Con người đau khổ bởi sinh lão bệnh tử. Tâm ta đau khổ vì phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến. Thế nhưng, người ta cứ đấu tranh với nhau để làm gì? Khi mà lúc trắng tay, thân thể cũng trở thành vết cát bụi. Lời Phật dạy, cuộc đời vốn chỉ là phù du, hạnh phúc đến rồi đi như cơn gió thoảng qua. Điều còn lưu lại nơi trần thế, mãi mãi là tình yêu thương bao la, hơi ấm của tình người. Vậy nên, con người đã sống là phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Cảm động là một thứ tâm lý dễ lây lan, lan tới đâu, xã hội ngập tràn yêu thương và lòng tốt đến đấy. Vậy không có lý gì mà không học cảm động. Bài học thứ 6, học sinh tồn. Sinh tồn là bản năng của con người ta ngay từ sinh ra. Và để sinh tồn chúng ta phải duy trì và bảo vệ sức khỏe. Có sức khỏe mới mong làm việc và cống hiến. Học sinh tồn cũng chính là học cách để vượt qua những khó khăn, bão táp của cuộc sống hiện tại và để khẳng định giá trị của bản thân, vươn lên một tầm cao mới. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Những người bản lĩnh họ thường giấu đi những khó khăn thử thách của cuộc sống này và nỗ lực vượt qua. Khi thành công họ sẽ phô diễn để mọi người ngưỡng mộ và noi theo. Bạn chỉ nhìn thấy họ thành công mà chẳng thể nhìn thấy khó khăn của họ. Mỗi chúng ta nên phải học cách đối diện với khó khăn, vượt qua thử thách như người thành công trong cuộc sống. Thay vì ngồi than phiền sầu não, bạn chẳng thể thay đổi kết quả hay số phận của mình. Việc của mình là buộc phải đứng dậy và đi tiếp. Khó khăn ai cũng sẽ gặp phải trên chặng đường chinh phục. Người bản lĩnh họ dám đứng ra đương đầu với khó khăn và lấy khó khăn làm động lực để cố gắng. Người nhu nhược, hèn nhát thì lấy khó khăn làm lý do để viện cớ cho sự thất bại của mình. Thấy khó khăn, đừng bỏ cuộc. Vậy, bạn đã chiến thắng chính bản thân mình rồi. Thuyền đến đầu cầu rồi sẽ thẳng. Sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng. Để đứng trên đỉnh vinh quang thì dưới chân chắc chắn là muôn vàn khó khăn thử thách ta đã vượt qua. Bạn nhìn thấy những người giàu có và thành công, nhưng bạn lại quên đọc những cái khó khăn của họ đã trải qua. Tôi chỉ ví như là ông chủ KFC, cuộc đời thất bại tới hơn nghìn lần, rồi đến năm 88 tuổi mới trở thành triệu phú. Nhưng nếu khó khăn phía trước mà ta từ bỏ sớm, thì ta đã bắt tay với thất bại rồi. Phía trước khó khăn luôn có một chân lý, muốn thành công đang chờ ta nếu ta nỗ lực vượt qua. Đừng bao giờ xem nhẹ hay coi thường khó khăn mà đi đường dài hơn nó. Chỉ khiến bạn chậm chân tới đích mà thôi.
Chúc quý vị luôn bình an và thành công, và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên Góc Nhìn Việt.